Nhà nghệ sĩ hải ngoại tặng chi phí khủng cho diễn viên Đức Tiến. Bình Phương chính thức lên tiếng. Trong những ngày qua, việc diễn viên Đức Tiến qua đời, trong lúc gia đình đang gặp khó khăn, vợ chồng Đức Tiến đang trả tiền góp cho căn nhà mới mua vào năm 2018, lên đến con số là 23 tỷ, và một phần Đức Tiến lại không mua bảo hiểm nhân thọ, nên khi anh qua đời đột ngột, gia đình không hưởng được một khoản tiền nào từ tiền bảo hiểm. Do đó gia đình lâm vào cảnh kinh tế khó khăn. Đứng trước hoàn cảnh đó, anh em nghệ sĩ trong nước lẫn hải ngoại đã tìm cách chung tay góp sức để lo đám tang anh chu toàn nhất có thể. Trong đó bà chủ trung tâm Thúy Nga Tô Ngọc Thủy bất ngờ đã chi một số tiền khủng cho nam diễn viên, mặc dù bà cũng đang phải gánh gánh trung tâm Thúy Nga trong những năm đầy biến động về kinh tế. Người thân cận của bà Tô Ngọc Thủy cho biết, hôm nay Khánh Phương và Bình Phương đã hoàn tất một số thủ tục cho Đức Tiến. Bình Phương nhờ Khánh Phương làm lời cảm tạ đến quý ân nhân trong mấy ngày qua, đã gửi lời chia buồn và góp lời cầu nguyện cho Đức Tiến. Xin kính gửi lòng biết ơn đến anh Sonny Thanh đã tặng cho Tiến miếng đất. Đất ở Nghi Trang bên này mắc lắm, tới hơn 40.000 đô, nên khi anh Sơn nó tặng tụi em rất mừng. Chị Medito và chị Sam Nguyễn, chị Mai Sơ Hoàng và em Trầm Hương Nguyễn đã tặng cho Tiến bia mộ, tiền chung cất và các dịch vụ và tại nội chung cất. Sau đất thì mộ bia và công chôn cũng rất cao, hơn 16.000 đô. Anh chị em nghệ sĩ của Thúy Nga đã gửi cho Phương, Như Ý, chị Hương Thủy, chị Ngọc Huyền, chị Ý Lan, chị Kỳ Duyên, chị Hồ Lệ Thu, anh Đồng Hồ, Đan Nguyên, Đình Bảo, Bira Minh Như Trần và Mộng Linh, Dương Triệu Vũ, chị Thanh Mai tặng dịch vụ mai táng, tẩm liệm và quan tài và mô tô dẫn đường, phần này cũng hơn 8.000 đô. Chị Chi Duy Nguyễn giúp đỡ tổ chức kết nối và chị còn cùng gia đình nghệ sĩ Tâm Linh đã tặng nhà thờ, ca đoàn và đồ ăn nước uống và ban nhạc, phần chưa biết nhiêu, nhưng với đứa ở Việt Nam như Khánh Vương thì thấy nhiều kinh khủng. Anh Việt Anh tặng âm thanh ánh sáng. Những người bạn Tiến và Phương đã sale cho Phương. Em Trầm Hương luôn bên cạnh chăm sóc hai mẹ con Phương mấy ngày nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Sau tăng lệ số tiền còn dư ra, chị Medito sẽ giúp cho Phương tạo một tài khoản bảo hiểm cho bé Mèo, con gái của Đức Tiến, để hành trang con gái mang theo trong hành trình tiếp theo là tình yêu thương của mọi người dành cho ba của Mèo. Khánh Phương và Bình Phương xin lỗi nếu có thiếu sót và xin phép bổ sung sau. Không những đóng góp chi phí cùng các nghệ sĩ hải ngoại, bà Tô Ngọc Thị cũng thường xuyên chia sẻ những cảm xúc của đồng nghiệp trước sự ra đi của diễn viên Đức Tiến. Lệ Hằng, tôi có bao giờ nghĩ rằng cái đêm sinh nhật của tôi lại là đêm cuối cùng. Tôi vui đùa với cậu em trai đáng yêu Tiến. 3 giờ sáng sau khi ăn bún măng vịt, Tiến còn cười giỡn với tôi. Em với đại ca đóng Simpon nha, rồi cười rộn rã giữa màn đêm. Vậy mà bây giờ Simpon, Tiến đã trở thành một ngôi sao băng, băng mãi trong cõi trời rồi. Đời vô thường quá, có đó mất đó, ốm đó rồi lại lì xa trong phút giây. Cuộc đời như chiếc lá rơi. Vĩnh biệt Tiến, kỷ niệm với Tiến sẽ còn mãi trong tâm khảm đại ca. Chú đang mở rộng vòng tay đón Tiến đó, hãy về kề cận chú nhé. Cậu em có đôi mắt hiền lành. Trầm Hương Nguyễn, thương anh không phải qua lời nói mà là cách anh em mình luôn luôn bảo vệ nhau. Từ nay em không còn được anh bảo vệ nữa rồi. Anh nghĩ anh nha, từ nay về Việt Nam em không có anh đi cùng. Tết năm nay anh đã kêu em hứa hai anh em mình về Việt Nam ăn Tết. Còn bao nhiêu dự định chung của hai anh em chưa hoàn thành. Em rất cảm động khi chị Thủy Medito đứng ra là hậu sự cho anh và rất nhiều anh chị em đồng nghiệp, bạn bè cùng chung tay. Thương chị Bình Phương, Bình Phương và bé Mèo. Những dòng chữ này là từ tay em viết đó anh, không nhờ người khác viết giùm đâu. Từ nay có những thứ em phải tập làm một mình, vì không còn được anh làm giúp em nữa. Có nhiều chuyện đối với người mình thương rất dễ, nhưng đối với em không làm được nếu không có anh. Không những chia sẻ, bà còn tương tác tiếc thương khi diễn viên Đức Tiến qua đời. Hai em mới ngồi xem Paris by Night số 137 tại rạp đây. Tiến bên em cười tươi với bộ vest màu cam thương. Trầm Hương Nguyễn, chị ơi, em rất cảm ơn chị nhiều lắm. Anh Tiến luôn nhắc về chị, ngưỡng mộ những gì chị làm cho nghệ thuật Việt Nam ở hải ngoại. Ở hải ngoại có chị đứng ra lo tang lễ cho anh Tiến, em thật cảm động. Đồng thời bà chia sẻ bài viết của Đức Tiến cách đây một tháng, có những lời khen tặng đối với trung tâm Thúy Nga. Lưu ý bài viết có thể gây sốc cho bạn. Tôi năm nay trên 44 tuổi, đã xem chương trình này qua băng đĩa, dưới nhiều hình khác nhau. Tôi hình như có một lần xuất hiện trên đó thì phải. Năm nay, chương trình kỷ niệm 40 năm, tính ra chương trình đầu tiên ra đời, khi tôi lên 4,
40 năm một hành trình thật đáng ngưỡng mộ và kỷ lục thế giới. Số 40 này tôi có đi xem nè, biết đâu các bạn xem sẽ thấy tôi. Chúc mừng Buddy Banai 40 tuổi. Và cũng trong ngày hôm nay, Bình Phương cũng chính thức lên tiếng về ồn ào mẹ chồng cô đã lên tiếng cầu cứu, nói rằng cô không cho bà qua Mỹ nhìn mặt con trai lần cuối. Cô chia sẻ tin nhắn giữa mình và mẹ chồng của Đức Tiến. Đây là ảnh chụp màn hình để gửi cho mọi người. Ai đang muốn biết tại sao và đang nghĩ là Phương không nghe máy, Phương đã chụp màn hình này và sẽ không nói gì thêm. Phương xin thành thật cảm ơn mọi người yêu thương anh Tiến và đã quan tâm, giấy khai tử chưa có được. Trong đó, Bình Phương đã chia sẻ tin nhắn giữa mình và mẹ của Đức Tiến. Mẹ Đức Tiến đã hỏi, con gửi giấy khai tử qua cho má để má làm hồ sơ đi Mỹ, gặp mặt Tiến lần cuối. Trong tin nhắn này, cô nói, mình có nói với mẹ chồng rằng giấy khai tử của Đức Tiến chưa có, thì không thể bảo lãnh mẹ nam diễn viên qua được, phải chờ. Có lẽ mẹ diễn viên Đức Tiến vì quá nóng lòng, muốn gặp mặt con lần cuối, nên bà suy nghĩ vẫn cho con dâu. Dưới bài viết của Bình Phương, khán giả cũng đã đưa ra những bình luận như, thấy thương Bình Phương quá, lòng đang rối bời, mà còn phải xử lý chuyện này, đang già bối rối, chị đừng nghĩ nhiều, cũng không cần lên tiếng giải thích. Từ từ qua những ngày này rồi, bình tâm lại lên tiếng một lần luôn, cố gắng mạnh mẽ và vững vàng lo cho anh Tiến, một đám tang trọn vẹn. Thương chị quá, đã mất chồng mà còn gặp thị phi, chị ráng mạnh mẽ nha, em tin chị sẽ làm những gì tốt nhất cho anh Tiến. Anh Tiến thật có phước, có được người vợ hiền lành tử tế, và thương yêu ảnh hết mực như chị. Giấy khai tử ở Mỹ ít nhất 4 tuần đến 6 tuần mới có, đâu phải như ở Việt Nam mà có liền. Chị cố gắng lên để vượt qua nhé, còn lo cho bé mèo. Thực sự người mẹ nào cũng thương con, nhưng người cuối cùng thân thương nhất vẫn chính là người chồng, người vợ của mình. Dù em chưa trải qua, nhưng em cũng hình dung cảm giác của chị đang rối bời và đau khổ như thế nào. Chị đừng bận tâm bên ngoài nhiều. Một, trong lúc này mọi thứ quá rối ren, bớt đi trụ cột trong gia đình, nhưng trăm thứ tiền trong nhà vẫn phải trả, vẫn phải lo, ngày nào thức dậy cũng phải suy nghĩ sao có đủ tiền duy trì cuộc sống đắt đỏ ở Cali. Em từng sống ở Cali một thời gian nên em hiểu được phần nào. Hai, lúc này hơn ai hết, chị Bình Phương phải lo cho bé mèo, cho con hiểu sự thi vắng cha không còn là một ngày hai ngày nữa, mà là mãi mãi. Ba, em là người ngoài, nghe tin mà cũng đã thấy nghẹn cả cuống họng, đã cảm nhận được một phần nhỏ nào nỗi đau chị Bình Phương và bé mèo đã đang và sẽ trải qua. Nghĩ tới thôi mà nước mắt tuôn rơi. 4. Em đã từng giúp một bạn thân chết ở Mỹ đưa xác về đến Việt Nam. Thủ tục phức tạp một thì để đưa ba mẹ bạn qua Mỹ lo cho bạn, lúc đó khó hơn cả trăm lần. Huống gì thời điểm này, đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vẫn đang phải gỡ rối hàng trăm ngàn hồ sơ kẹt từ lúc dịch. Liệu dù gia đình có mong muốn để mẹ, anh trai và cô anh qua Mỹ để lo tang cho anh, nhưng chắc gì đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ưu tiên phê duyệt gấp trong lúc này, vì chẳng có một chuyện đi Mỹ nào gọi là đi đám tang người thân trong gia đình cả. Em chỉ có thể phần nào hiểu được cảm nhận của mẹ anh trong lúc này, nhưng cũng phải hiểu sự mất mát, hụt hẫng của mẹ con chị Bình Phương là quá lớn và đột ngột. Chị Phương và con gái đã mất đi một bầu trời của riêng mình. 5. Thực sự mình cũng phần nào hiểu được tình cảm của người mẹ dành cho anh. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ anh, nhiều khi mình còn chết theo con vì mình thương con lắm. Nhưng bác bớt đau lòng, tiếp sức cho hai mẹ con Bình Phương thêm vững bước. Dù sao anh cũng đã nằm xuống trên quê hương thứ hai của mình, xác anh nằm đó, nhưng con tim linh hồn của anh sẽ mãi mãi ở lại với gia đình. Điều này quan trọng hơn việc cô phải qua Mỹ trong lúc này. 6. Theo luật pháp Mỹ, còn những gì của anh Tiến có được trước lúc mất đi, nếu không có di chúc riêng thì 100% thuộc về vợ và con. Mong chị và mẹ mạnh mẽ bước tiếp. Đã từng gặp qua anh một lần ngoài đời, phải nói anh quá thân thiện, yên nghỉ anh nhé. Hiện tại vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều việc mẹ của diễn viên Đức Tiến chưa được bảo lãnh qua Mỹ.